Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống thế giới điện máy MediaMarkt. Quý vị và các bạn thân mến, vào mùa đông, đặc biệt là những ngày thời tiết mưa phùn gió bấc, thì công việc giặt giũ của các chị em sẽ trở nên vô cùng khó khăn nếu như không có chiếc máy giặt hỗ trợ. Và ngày hôm nay thì Mạnh Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc máy giặt 8kg đến từ thương hiệu Aqua với mã sản phẩm là AQD A800ZT. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sản phẩm này quý vị nhé. Máy giặt Aqua AQDA800ZTW sở hữu thiết kế hiện đại với màu sắc trang nhã. Vỏ ngoài được làm từ chất liệu cao cấp với sơn phủ một lớp màu trắng bóng nhẹ, giúp toát lên vẻ sang trọng và lịch sự cho không gian nội thất đặt máy. Với khối lượng là 8kg thì chiếc máy giặt này có thể giặt được khối lượng quần áo của gia đình từ 4 đến 5 thành viên hay những người bận rộn công việc và không có thời gian giặt quần áo thường xuyên, giúp cho công việc giặt giũ của bạn sẽ trở nên nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hơn bao giờ hết. Chất liệu đặc biệt cho vòng đệm cửa có tác dụng kháng khuẩn và chống nấm mốc, giúp khu vực này sạch và vệ sinh hơn. Chương trình giặt nhanh 15 phút hoạt động tốt để loại bỏ mồ hôi và làm tươi mới quần áo, rất thích hợp với những người có lối sống bận rộn. Máy giặt Aqua cho phép bạn lựa chọn thời điểm hoàn thành việc giặt trong vòng 24 giờ tới. Với chức năng này thì sẽ giúp bạn thuận tiện hơn trong công việc giặt giũ, tiết kiệm và chủ động về thời gian hơn. Động cơ không chổi than, BLDC. Aqua sử dụng nam châm vĩnh cửu so với động cơ DC thông thường sẽ bền hơn, độ tin cậy và hiệu quả hơn, ít tiếng ồn, tiết kiệm điện. Máy giặt cửa trước Aqua AQD A800ZTW sử dụng động cơ biến tần inverter giúp máy vận hành bền bỉ, êm ái, hạn chế tiếng ồn và đồng thời cho hiệu quả tiết kiệm điện đáng kể. Nhờ đó mà mỗi khi giặt giũ, bạn sẽ không phải lo lắng máy giặt vận hành làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả gia đình, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ. Máy cũng hỗ trợ tính năng khóa an toàn trẻ nhỏ, tránh tình trạng trẻ tự ý thay đổi các chương trình giặt khi máy đang hoạt động. Tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt thì chiếc máy giặt Aqua này đang được bán với giá là 7.490.000 đồng. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn sẽ được tặng một phần quà lên đến 1.000.000 đồng. Đó chính là nồi cơm điện Saab 1,8 lít. Nhập mã VNPay QR5 sẽ được giảm 5%, tối đa là 500.000 đồng khi thanh toán qua thẻ VNPay QR, hoàn tiền 10% cho chủ thẻ của Vietcombank. Còn chần chờ gì nữa mà quý vị và các bạn không đến ngay siêu thị điện máy MediaMarkt để dinh về cho gia đình mình chiếc máy giặt này. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng đã kết thúc. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh tư vấn sản phẩm của hệ thống thế giới điện máy MediaMarkt. Nếu cần được tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm thì hãy truy cập vào website thegioidienmay.com hoặc số hotline 1900 6788 để biết thêm thông tin chi tiết. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.